đặt câu hỏi. Đừng có thanh minh, đừng có kể nể, mà là đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi. Và nhớ đừng đặt câu hỏi tại sao. Tại sao con lại như thế, tại sao con lại thế này, tại sao con lại thế kia. Cấm kỵ là không được đặt câu hỏi tại sao nhé. Chỉ đặt câu hỏi là: thế mẹ đã làm điều gì mà con cáu thế? Mẹ đã làm điều gì con bực thế? Thế mẹ đã làm điều gì chưa đúng à? Chưa đúng ý con à? Các anh chị biết không ạ? Ngày xưa khi mà con gái của cô Ranh bé ấy, Một cái bánh trung thu thì ở nhà thường là bổ đôi thôi. Bổ đôi, chứ không có bổ làm 4, làm 5 hay là làm 8. Thế thì khi mà bạn ấy đi ra nhà bác chơi, thế thì bác bổ cái bánh trung thu làm 4, làm 8. Và nó khóc. Nó khóc. Nó bảo là: không phải bổ thế, không phải bổ thế, không phải bổ thế. Thế nhưng chị gái của cô Lanh thì rất là thông minh, và cứ hỏi là: Thế bác phải bổ như thế nào? Thế bác phải bổ như thế nào? Thế ở nhà mẹ con bổ thế nào? Ở nhà mẹ con bổ thế nào? Thì nó lại cầm con dao nó dí à: bổ thế này này, bổ thế này này. Thế sao bảo: thế đây bác cũng bổ thế này đây. Bổ thế này này. Rồi nó lại dạy nó diễn tả: phải bổ thế này này, bổ thế này này. Ý nó là chỉ bổ một nhát thôi, làm đôi thôi để nó ăn được nhiều, chứ không phải là bổ ngược, bổ xuôi, bổ bé tí bé tẹo như thế. Đấy. Thế bảo: thế bổ thế nào? À, thế đây, thế đây, đây, thế đây. Thế bánh mới đây, thế con tự bổ đi xem ở nhà mẹ con bổ thế nào nào. Ở nhà mẹ con bổ thế nào. Thế là nó cầm cái con dao nó đặt là: bác ấn cho một nhát. Nó bảo: không, không, không được bổ nữa. À, thế là mới gọi điện cho cô Lanh bảo là: à, hôm nay nó khóc đành đạch. Nó bảo là phải bổ bánh trung thu giống mẹ nó cơ. Mà chị không biết bổ bánh trung thu giống mẹ nó là bổ kiểu gì. Hóa ra là chỉ có bổ đôi thôi. Hắn ăn tham mà. Hắn ăn tham, hắn không muốn bổ làm 4, làm 8. Nên hắn là bổ làm đôi thôi. Thế nên là hắn bắt là phải bổ giống mẹ mình cơ. Nên là cái góc nhìn nó khác nhau. Làm sao ăn hết được nửa cái. Nhưng mà trẻ con vốn dĩ hay bị mắc bệnh ăn tham mà. Nên là cứ phải làm như vậy cơ. Nên là mình sẽ không có đặt câu hỏi tại sao lại khóc, tại sao lại khóc. Mà là: thế mẹ đã làm điều gì mà con không hài lòng? Có cái gì xảy ra ở đây? Hỏi như vậy thì con sẽ tả cho mình là: à, phải làm thế này này, phải làm thế kia kìa, kiểu như thế. Có đứa trẻ nhá, các anh chị biết không ạ? À, ăn cơm ấy, sau đó nó không ăn. Thế sau nó mới bảo là: mẹ phải nói nhẹ nhàng cơ, mẹ phải nói nhẹ nhàng cơ, mẹ phải nói nhẹ nhàng cơ. Cứ là mẹ phải nói nhẹ nhàng cơ. Thế thì mẹ bảo: thế mẹ nói thế nào? Mẹ nói thế nào? Đã bảo phải nói nhẹ nhàng cơ. Nó khóc ầm lên. Phải nói nhẹ nhàng cơ. Cô Lanh bảo phải nói nhẹ nhàng cơ. Thế nói thế nào hả con? Cô Lanh bảo là: con gái yêu của mẹ ơi, con ăn cơm với trứng nhé. Cô Lanh bảo thế. Mẹ phải nói nhẹ thế cơ. Mẹ nói to là mẹ ghét con đấy. Mẹ nói mày nữa. Mẹ nói mày là mẹ nói bậy ạ. Mẹ không được nói mày. Mẹ gọi con là mày là mẹ nói bậy. Mẹ phải nói nhẹ nhàng cơ. Cô Lanh bảo đấy. Nếu mà con có làm vãi, mẹ không được mắng con. Bởi vì cô Lanh bảo là sai vẫn yêu. Từ bây giờ là mẹ phải nói nhẹ nhàng cơ. Nên là các con có góc nhìn của các con đấy nhé, các anh chị nhé, cũng có tiêu chuẩn của các con đấy. Nhưng mà mình không có áp đặt cái tiêu chuẩn đấy vào mình, nên là mình cứ tức, cáu, bực hay gì đó là mình cứ lại lộn xộn lên, làm cho các con cũng bối rối vô cùng tận luôn đấy, các anh chị ạ. Ai chẳng thích nói nhẹ, đúng không? Nhiều lúc mình chẳng bảo mấy chồng mình là: có cái gì đâu mà anh phải nói to, anh cứ nói nhẹ thôi. Em ở ngay bên cạnh anh mà, em đang nghe đây này. Em nghe rõ mà. Anh nói như thế, có nửa làng nghe thấy, nửa phố nghe thấy. Đây em ở ngay đây đây. Anh cứ nói từ từ thôi, em nghe được hết. Nghe được hết. Mình còn yêu cầu là phải nói nhẹ nhàng cơ mà. Mình nói nhẹ nhàng đỡ mất sức, các anh chị ạ. Nói nhẹ nhàng đỡ mất sức. Gào to mệt lắm, mất nhiều sức lắm. Bởi vì cái lời nói nó cũng mang năng lượng mà. Lời nói mang nhiều năng lượng lắm luôn ấy.